Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến một bài đánh giá camera. Và sản phẩm được nhắc tới ngày hôm nay chính là chiếc Xiaomi Mi 5 vừa ra mắt trong khoảng thời gian gần đây. Trước khi đến với những ảnh chụp thực tế của Xiaomi Mi 5 thì chúng ta hãy cùng điểm lại những nét đáng chú ý về cụm camera trước và sau của smartphone này. Đầu tiên thì là Xiaomi 5 có camera chính là 16 megapixel, khẩu độ là f2.0, tính năng tự động lấy nét theo pha, có công nghệ ổn định hình ảnh, chống rung 4 trục, trợ sáng bằng đèn flash kép dual led, kích thước cảm biến là 1:2.8 inch, kích thước điểm ảnh là 1.12 micromet, nhận diện khuôn mặt, nhận diện nụ cười, chụp toàn cảnh HDR, quay video 4K 30 frame. Còn về camera phụ thì sở hữu 4 megapixel, khẩu độ là f2.0, kích thước cảm biến là 1/3 inch, kích thước điểm ảnh là 2 micromet, quay video full HD 30 frame. Còn về những cái ứng dụng camera thì nó có panorama này, chụp hình hẹn giờ, audio, chế độ chỉnh tay, chế độ làm đẹp, chế độ HHT, chế độ T-Shift, chế độ lens mắt cá, vân vân. Ok, bắt đầu thôi. Và đầu tiên là điều kiện chụp ảnh đủ sáng ban ngày. Nhìn chung thì ở điều kiện chụp đủ sáng ban ngày thì camera của Mi 5 hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Dynamic range lớn, màu sắc thì tươi sáng, khá chân thực, nhưng góc chụp thì lại không rộng lắm, khá là hạn chế. Tiếp đến là chụp macro, ở điều kiện chụp ảnh đủ sáng ngoài trời, ảnh macro cho chi tiết tốt, màu sắc thì hài hòa, chân thực, khoảng cách chụp là từ 10 đến 15 cm. Điều mình ấn tượng ở đây là về cân bằng trắng của máy, nó cho chúng ta một màu sắc cực kỳ trung thực, không còn hiện tượng sai màu mà ngay cả những chiếc flagship như iPhone 6S hay là Samsung Galaxy S6 mắc phải. Tiếp theo là chụp ở điều kiện đủ sáng trong nhà. Ở điều kiện này thì chi tiết là điểm đáng nói, khả năng tái tạo chi tiết trên Mi 5 thì rất tốt, màu sắc thì có phần hơi bị xỉn, nhưng mà chi tiết thì nhìn vẫn rất là đầy đủ. Nhìn chung thì trong điều kiện đủ sáng, không có nhiều điểm để chê trách về camera của Xiaomi Mi 5. Còn về ảnh chụp HDR thì làm sao? Chất lượng tấm ảnh khi có HDR và khi không có HDR trên Xiaomi Mi 5 thì rất khác biệt. Khi chúng ta tắt HDR thì ảnh chụp sẽ có nhiễu này, màu sắc thì có phần hơi nhợt nhạt, chi tiết chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, khi bật HDR, chi tiết được tái tạo lại tốt hơn, màu sắc thì chân thực hơn, vùng tối được làm rõ nét hơn. Có thể nói thì từ trước đến nay, camera của các sản phẩm đến từ Xiaomi luôn cho những khả năng chụp hình thiếu sáng kém, phải nhấn mạnh là kém nhá. Nhưng cho tới thế hệ Mi 5 mới nhất thì điểm yếu này được cải thiện, nâng cấp lên rất nhiều. Các bạn có thể xem lại những cái hình ảnh mà hồi xưa mình test camera của Xiaomi Redmi Note 3 hay là Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Để so sánh với con Mi 5 này chắc chắn là sẽ thấy những cái điểm khác biệt rõ rệt luôn. Các tấm ảnh chụp thiếu sáng của Mi 5 thì luôn cho những cái độ chi tiết cao này, dù ảnh có thể là có nhiễu nhưng không đáng kể. Đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng thì camera của máy vẫn cho khả năng bắt nét rất là nhanh, rất hiếm khi có dấu hiệu cháy sáng khi thay đổi vùng lấy nét. Bên cạnh đó thì khả năng cân bằng trắng của Xiaomi Mi 5 cũng rất là tuyệt vời. Phần lớn những bức ảnh chụp hình thiếu sáng đều cho màu sắc khá là chân thực. Tất nhiên là không thể phủ nhận, trong một vài trường hợp thì ảnh chụp từ camera Mi 5 vẫn có hiện tượng bết màu. Tiếp theo là một cải tiến khá là đáng kể của Mi 5, đó chính là chế độ chỉnh tay phơi sáng. Thực ra ở Xiaomi Mi 4 thì đã có những cái chế độ này rồi, nhưng Mi 5 có những cái điểm cải tiến, đó chính là thời gian phơi sáng là 32 giây. Có thể là việc phơi sáng 32 giây không hẳn là điểm mới mẻ, nhưng mà qua đó thì người dùng có thể thỏa sức sáng tạo riêng mình những bức ảnh phơi sáng độc đáo. Ví dụ như thế này, mình chụp là ảnh phơi sáng ở 8 giây, còn nếu như trong điều kiện tối hơn thì mình có thể thỏa sức, mình muốn vẽ hiêu vẽ vượn gì cũng được. Về camera của chiếc máy này thì nó có thể zoom được 8x. Khi chúng ta ở điều kiện đủ sáng thì cho một cái bức ảnh khi chụp zoom thì nó sẽ có chi tiết khá là tốt, nhưng với điều kiện thiếu sáng thì nó không thể nào, nó rất khó để có thể bắt nét được. Nên chúng ta cân nhắc khi đi chụp vào buổi tối. Về chụp ảnh selfie thì sao? Về cơ bản thì camera selfie của Mi 5 là 8 megapixel. Xiaomi nói rằng họ sử dụng công nghệ Ultra Pixel trên camera này, giúp tăng chi tiết và độ sáng cho ảnh chụp tự sướng. Qua trải nghiệm thực tế thì đúng là ảnh chụp từ camera selfie của Mi 5 đã được nâng cấp rất là tốt. Thật vậy, trong điều kiện đủ sáng thì khi nhìn vào camera selfie của Mi 5 đôi khi khiến chúng ta lầm tưởng là camera chính. Nó rất là đẹp, rất tuyệt vời. Và đặc biệt, trên chiếc siêu phẩm của Xiaomi, hiện tượng chụp selfie bị nhòe và thiếu chi tiết đã không còn nữa. Ok, và một điều nữa mình muốn gửi đến các bạn, đó chính là phần quay video. Một phần rất quan trọng khi đánh giá camera. Ở điều kiện ban ngày ngược sáng, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là máy đã hy sinh độ sáng để lấy được hết chi tiết cho thước phim. Còn với điều kiện ánh sáng hợp lý, nó cho chúng ta một định ảnh khá tốt,
độ chi tiết cao, tốc độ lấy nét cũng rất nhanh nhờ chống rung 4 trục như Xiaomi đã giới thiệu. Nhưng mà thực tế thì mình đánh giá nó chỉ chống rung tương đương với cả iPhone 6s mà thôi, mặc dù nó gấp đôi số trục. Còn ở điều kiện quay ban đêm thì mình quá ấn tượng, noise rất ít và chi tiết tốt, chống rung khi đi xe máy thì quá tuyệt vời. Tổng kết lại, so với các thế hệ smartphone cao cấp của Xiaomi trước đây, chiếc Mi 5 hiện hành có thể coi là sự đột phá trong khả năng chụp hình, đặc biệt là với điều kiện chụp hình thiếu sáng. Camera trên Mi 5 đã cho những bức ảnh hết sức ấn tượng, chi tiết tốt, cân bằng trắng tốt. Điều này phần nào xua tan đi những ác cảm của người dùng Việt về khả năng chụp hình vốn yếu kém của các smartphone đến từ Trung Quốc trước đây. Ok, bài đánh giá của mình chỉ đến đây thôi. Nếu như bài này hay và bổ ích đến các bạn thì các bạn hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho mình ra những clip hay hơn và đặc sắc hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin cảm ơn.